6 7 thay nồi Thái Lan tại điểm siêu xe cánh. Sư phụ đang ráp nha anh em. 8, cái này nó nhẹ tới 10. Nguyên bộ bao ngon anh em ơi. Anh em nào chạy số 7 bị tuột nồi nồi thú qua tiệm xe Khánh ha. Nó nhận làm hết cho anh em, thay nguyên bộ cho anh em luôn. Thời gian ráp khoảng nửa tiếng nha anh em. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 anh em ha. Đắp nguyên bộ luôn nha. Đồ cũ bỏ ra nè. Riêng mà thằng lỗ đằng kia em đâu có bộ đồ ăn đâu. Anh em ở xa liên hệ ở Khánh 0389910555. Khánh gửi hàng tốt cho anh em. Ship hàng toàn quốc nha anh em. Rồi, chào anh em ha.